Ê, ê, Dương ơi. Gì không? Chó con trong này. Phải không? Đi đi. Đây con đi tôi mày. Đây đây, đi ông ơi. Ui ơi. Ui. Thấy chưa? Dừng mạnh lên không? Ông này xong bên nó đi không? Ông ơi. Dừng mạnh lên. À, ông cứ ra kìa. Ôi giời ơi. Đúng ra. Không. Lúc nào. Ô, hắn còn. Cái gì Hiếu ơi? Hiếu cái gì đấy? Ông ơi. Người dân người ta bảo là con chó bị rắn nó cắn trong đây. Đâu ở đâu phút nào? Trong đây ông ơi. Ui. Đây đây. Con rắn nó cắn ở trong đây này. Ở bên này ông ơi. Con nào? Thấy đâu? Người dân bỏ cờ trong đây mà. Nắm sống như này. Ôi. Mới đâu chó cắn. Ấy. Ôi thì trong đây. Ui. Ôi ông ơi. Cắn này. Đấy, đấy chứ ông ơi. Cái gì không? Quay chó không? Con gì? Chó con trong này. Phải không? Đấy. Chúng nó cắn kêu to lắm. Có chó bị cắn không? Không nhìn thấy chỉ to. Trời ơi, trong kêu là cắn chó trong đây mà. Đấy, chỉ biết kêu thôi. Đấy. Ê, bị cắn đấy ông ơi, bị cắn đấy. Ôi, nó chó bị cắn rồi. Nó ra chưa? Có phải không Hiếu? Ừ. Mày như thấy tôi ấy sao ấy? Hả? Kinh à? Ôi, vừa cắn, cắn kìa. Nè. Kìa. Ui. Kìa, số trong kìa. Đấy, mình cho kêu con này rồi. Con nuôi này thử ra. Ui, ui, tìm bố mẹ à. Ui, đây rồi. Nè, kêu. Mà ôi sao? Nhanh nhanh nhòm nữa ra. Ui ui đen xì ra trong có cái gì đâu. Thế mấy... Kìa, rồi nó kìa. Cửa thôi. Tôi trong kìa. Đây đây, tôi trong. Đi, kìa trong đây. Ôi, nặng thế. Có gì không? Đây đây. Có gì không? Đây, con tôi vào đây. Đây đây, ông ơi. Đây. Đây đây, con ơi. Đây. Không phải con, phải con không ạ? Con. Ủa, phải con. Ủa, sao? Nắng thế. Ôi, con. Ôi, con ơi. Ôi, con đâu, con đâu? Con. Ôi, ăn con. Ăn rồi, ông ơi. Nắm đây. Ôi, con chạy, chó chạy kìa. Hắn con. Con rốc mạnh này, Hiếu ơi. Rốc nữa. Đấy. Ôi, hình như con cả rắn đấy. Rắn rồi em ạ. Ôi, ôi, có cả rắn nữa. Rắn trong đấy hả? Ôi, rắn ơi. Con này không ra. Ra. Nè. Sao mà con này nó bám chắc vậy? Sao rồi? Ôi, không ra. Nó cứ nằm ở trong đấy thôi. Cố nè. Ui, rắn Hiếu ơi. Rắn Hiếu. Đâu? Ui. Ui, rắn. Đây, cả chết con chó đây thôi. Con rắn lên nó. Ui, rắn độc đấy. Ui, ôi, nó. Ôi, rắn gì Hiếu ơi? Tao nhìn nó ôm chó à. Ôm chó à. Ôi, lôi này, tôi xong rồi. Nó xong rồi nhá. Ui, tụt thế. Ui, ui. Ui, nó nằm trong đây nó bẹo mập vậy. Ui. Rắn gì không ơi? Ui, con gì? Rắn hổ mang rồi. Hổ mang rồi. Hổ mang á? Chết rồi, thế là nó mới góc chó nó cứ kêu ơi. Nó vào cắn chó đây mà. Bớt nó có tiếng kêu đấy không ạ? Ui, để hết rồi. Kêu ơi. Bớt nó tiếng kêu. Ô, còn bên này hắn còn. Ôi, trong này vẫn còn. Bé á? Ừ. Ôi nhê. Ui, ôi hắn còn đây. Nắm vậy. Con trên đây anh này. Hả? Thì nó đây. Thế phải để ra kêu. Thưa kìa. Đấy. Nhìn vẫn còn. Đúng rồi. Thế tối lắm ông ơi. Tối lắm. Ôi giờ dốc xuống nhá. Mày dốc cho tao, mày dốc tận mạnh thế nào. Dốc nhá. Ừ. Này, một rắn đây tao kinh lắm. Dốc lắm. Trong.
Đây hắn còn. Ui ôi, hắn còn. Hắn còn ra phải không ơi? Còn nữa. Ui thế 7 con không ạ? Nặng thế. 7 con. Ui hắn còn 1 rắn nữa. Hắn còn không? Ui hắn còn 1 rắn. Ui. Không có rắn nào không? Hắn còn 1 rắn nữa. Hắn còn rắn anh ơi. Ui ông ơi, chó đây đâu ơi? Đưa ông ơi, đưa chó ông ơi. Hãy cho chó túi đi. Để cứ để nó ra đây đó. Để gọi ra đây đó. Ê, cho xong chưa? Hắn còn 10 giúp nữa xem nào. Tao thấy còn đen lắm. Ui dồi ôi. Bê hẳn ở đây ông ơi, bê hẳn ở chỗ này đi. Bê ra. Nào kia kia. Đúng rồi kia. Dốc đây. Ui. Đấy chưa? Dốc mạnh lên hiệu. Ông này dốc với nó đi ông. Dốc cháu ông ơi. Dừng mạnh lên. À, ông cứ cầm cao cao kia. Ok. Ôi dồi ôi, đốt ra. Ôi, sợ lắm thế anh ơi. Để chỗ, có xem còn không? Ôi mẹ ơi này, thế nào? Biết cùng biết cân này. Ôi, cái bánh như này. Ôi ôi. Này, các bạn như này. Kìa đọc lắm thế. Hoàn hết chó rồi. Ôi tổ ma đâu. Ôi, đây rồi. Ôi, nó phun nọc ấy. Kéo nó phun đi mắt đi. Ui ôi. Ui đang néo này. Ui ôi. Giữ đây. Ui giữ đây. Sao nghe tiếng kêu đâu ấy? Trong đấy vẫn còn tiếng kêu hay sao ấy, ông hiểu không? Hát còn tiếng chó con trong này. Đúng rồi, đây rồi. Kéo nó lên đây. Mới dốc cho nào, mới dốc mạng nào. Nó vào kìa. Ừ. Có thấy gì không ơi? Không. Lúc nào? Ô, hắn còn. Ui ôi nó bạch đi kìa. Ui. Ui coi nhìn này. Nó bảo nó ăn chó hay sao ấy. Cho con này ăn cho bị nghẹn. Nó sao không đây. Nó nằm đấy đấy còn cho nó cái vậy đấy. Nó đần bò. Ui. Tao bì rồi. Cái túi, tìm cái túi được cái này anh ơi. Cái túi trống đi. Mày chạy về cho nào. Ừ, cái túi để đâu rồi? Ui. Mày làm gì vậy? Mày dụ tao ra. Đây ơi. Đây một túi đây. Theo túi đây. Mỗi túi thôi. Mỗi túi đây được cá. Mỗi túi được cá thôi. Túi đánh lưới sao đi gì? Ừ. Ơi. To thế. Mấy con chó kia khéo chết anh ạ. Nó cắn cho chân ra ấy. Chân á? Ừ. Ê, cho cho. Hai ba con cắn chân còn 7 con à. Ê, mới thấy chưa? Ba vẫn bị cắn vào chân. Ê. 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 Ui thở kìa. Ui giời ơi. Ui ôi to à. Mấy cân con gì nữa. Dậy ngủ kế này. Nó giả vờ đấy không ạ? Giả vờ đấy. Mổ rét nó vậy thôi. Ôi trời ơi, mổ ôi. Ui ông ơi. Con này mấu nhất. Con này chắc là đầu đoán đấy ông nhỉ? Nó ngáo của gì ấy. Này. Đầu. Ôi. Nó quay. Nó ngáo nhỉ đúng không? Hay là ăn thuốc rồi, ngáo. Ôi. Ôi. Ông nhá. Được ngay đấy.
Ôi, một bao. Dì ơi. Ôi, chua chạy này hết rồi. Ôi, đâu rồi? Đâu? Cho bộ túi mà. Cho ra ngoài kia hết rồi nghe. Bộ túi rồi mà. Bộ túi rồi. Bộ túi rồi. Ôi, bộ túi rồi. Bộ túi không?